Nếu mình xe đến cuối lên thì chắc là khoảng 5 giờ, nó 5 rưỡi mới đến nơi ấy. Đây, xe cuối gần lên đấy nha, đang bắt đầu chuẩn bị chạy đây, xe cuối giờ đang từ trạm chuẩn bị chạy lên. Nha.
Trong bố mẹ nghĩ còn có thể công việc cao đẹp và chúng có tin hạ còn gì nữa mà đấy mẹ mẹ hiểu mà mẹ nghĩ bầu trời mẹ hoàng mẹ phải làm mẹ nữa là như thế bố sẽ chờ mắt một chút trước khi bố đang ở đâu vậy con bị lỡ được khám trả rồi đi thôi tại thời điểm này tôi đã không được ngủ giấc rồi thì trước khi làm việc này khác ở như trước một năm em con thấy sao thì là trả lời sắp sớm mai Brian sẽ về nhà được tối nay có gì không chắc là con đi bố em nói anh thấy sao thì là sắp tỉnh hôm nay em đi làm và
Đúng theo định còn 3 tuần nữa. Ừ, được rồi. Uống gì vậy? Uống một cốc nước nên là không biết gì. Thank you.
Hello. Hello. Ở nha. À rồi.
Em là thua hai kia đúng. Thank you.